Xin chào các bạn. Hôm qua mình có xem tin tức, hôm nay mình đang bây giờ này ra thì thực ra thì mình cũng đúng vào cái lúc mình đi hải hành để mình làm nấu một số thứ ấy, cần đến hành xanh. Mà hành thì thường mình khi nào dùng mình mới hái, mình đi ở nhà mà. Thế thì đúng cái giờ mà nhật thực cũng suýt nữa là quên giờ đấy vì đang mải nấu nướng ấy. Thế nhưng mà con gái mình đặt chuông ấy, xong là nói là mẹ ơi bắt đầu rồi, là đi ra đây. Bắt đầu thì hơi mờ mờ thôi, mình phải đeo kính. Thế người ta nói là cũng không tốt, mình cũng không rõ. Nhưng ở Việt Nam thì mình cũng canh mấy lần nhưng chưa bao giờ mình nhìn thấy được rõ như thế này ấy. Bởi vì ở Mỹ thì nhìn mặt trời mặt trăng thì gần lắm. Đây các bạn nhìn xem. Đây, bây giờ là 2 giờ 50, chắc là 55, 56. Bây giờ mình đang đứng đây, mình vừa mới bật để mình xem đồng hồ. Đó, khoảng chắc 2 giờ 57 gì đấy. Đây, 2 giờ 57 PM Ngày 8 tháng 4, 2024 nhá. Đây, mình để mình đi ra chỗ góc gần đấy, góc gần nhất. Đây các bạn nhìn xem. Vì cái giờ này nó hơi, hôm nay hơi nắng ấy, nên là bị chói, nhìn nó không đen, không rõ lắm ấy. Bây giờ thì đang chưa che hết tầm. Đây các bạn nhìn xem. Nhưng mà cũng khá tròn rồi, che gần như là bắt đầu. Đó, đẹp chưa? Ở Việt Nam thì mình cũng canh nhiều lần lắm nhưng mà chưa bao giờ mình quay được rõ ấy. Đó. Có một lần duy nhất mình quay được thì lúc ấy là buổi tối, lúc ấy nó màu đỏ có một chút thôi. Nhưng đây là đang là ban ngày, đang buổi chiều, nhìn rõ chưa? Đây là mình quay nó bị sáng ấy. Như là hôm nay trời lại rất là nắng ấy, nên là mình nó không đen xì, nhưng là không đen ở trên ảnh ở trên 58 internet là đẹp. Đây, các bạn nhìn cả bây giờ đang chưa che toàn bộ. Đó, 2 giờ 58. Nhìn rõ chưa? Từ khi nãy như bây giờ nhìn rõ nhất này. Bạn thấy không? Thấy không? Nhìn đâu? Oh, wow. Đúng lúc mình giờ đi hải hành luôn. PM. Đây các bạn nhìn xem. Mình về đeo kính đen. Mỹ. Ok, không tự nhiên đi hải hành. 2 giờ 58 gần 3 giờ PM. Đó. Oh my goodness, look at that. Ok. Mình đeo kính rồi nhưng mà không biết là để người ta nói là cái này cũng định chờ đấy. Mình cũng định chờ toàn phần đấy, nhưng mà chắc không chờ được đâu. Mình chỉ quay ở Việt Nam thì không bao giờ thế này đâu. Mọi người nói là đứng ở ngoài nhiều cũng lâu cũng không tốt. Với cả là cái món ăn của mình đang cân hành. Mình phải đi vào luôn đây. Chắc mình đứng đây khoảng mấy phút. Chờ xem nó có rõ hơn không, tối hơn không. Nhưng mà đến mình thấy như này là đây. Đó, đã thấy chưa? To ơi là to. Wow. Oh my goodness. Oh my god, đúng không, phải đeo kính vào con ơi. Đeo kính theo thì đeo kính vào không hỏng mắt đấy. Đeo kính đen vào.